cô dành một tràng vỗ tay cho bài hát của chúng mình nào. Hôm nay chúng ta sẽ vào tiết kể chuyện. Cô sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Mẹ của mực con. Chúng mình cùng vào việc 1, nghe đọc. Mẹ của mực con. Mực con mồ côi mẹ từ nhỏ. Mực con thèm có mẹ giống như các bạn. Mực con quyết định đi tìm mẹ. Gặp ai mực cũng hỏi về mẹ của mình. Bác cá ngừ, bác rùa mũ đỏ, cô cua càng và cô sứa đều lắc đầu. Mực con oa lên khóc nức nở. Nước mắt của mực con phun ra xung quanh đen kịt. À, vậy thì bạn nào cho cô biết tại sao mực con lại khóc? Cô mời Gia Phong. Con không có mẹ. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời ý kiến của bạn Anh Cường nào. Con thưa cô là mực con không có mẹ. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời một ý kiến cuối cùng của bạn là Bảo Tiên nào. Con thưa cô là bạn ấy không thể nhìn mẹ ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Chúng mình cùng nghe tiếp câu chuyện nhé. Chợt có cô cá heo bơi ngang qua hỏi. Làm sao cháu khóc? Cháu không có mẹ. Cô tìm mẹ giúp cháu được không ạ? Mẹ cháu thế nào? Mẹ cháu già trơn láng, có tua dài. Mẹ cháu có thể bơi ngược. À, vậy thì các bạn thử dự đoán cho cô xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Cô mời Minh Khuê nào. Con thưa cô là cô cá heo đón mất con về nhà ở cùng ạ. Rồi, cô cảm ơn Minh Khuê. Cô mời ý kiến của Anh Cường. Con thưa cô là cô cá heo rủ mực con đi chơi và tiếp tục đi tìm mẹ ạ. Cô mời bạn Hân nào. Con thưa cô là cô cá heo rủ mực con về nhà. Rồi, cô cảm ơn Hân. Mời Hân ngồi xuống. Chúng mình cùng nghe tiếp câu chuyện xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Cá heo nhìn thấy mắt của mực con ngấn ngấn nước. Cá heo âu yếm ôm mực con vào lòng rồi nói. Da của cô trơn láng, cô cũng có thể bơi ngược. Cô không có tua dài, nhưng cô có thể cuộn người ôm cháu vào lòng đây này. Mực con cảm động quá, ôm chặt lấy cá heo. Ôi, cháu có mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chúng ta về nhà thôi. Cô cá heo bơi phía trên, mực bám theo cô và mỉm cười hạnh phúc. Câu chuyện ở đây là kết thúc rồi. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Cô giáo sẽ kể lại cho các bạn nghe một lần nữa câu chuyện mẹ của mực con nhé. Mẹ của mực con. Mực con mồ côi mẹ từ nhỏ. Mực con cũng muốn có mẹ giống như các bạn. Mực con quyết định đi tìm mẹ. Gặp ai mực cũng hỏi về mẹ của mình, nhưng tất cả đều lắc đầu. Mực con oa lên khóc nức nở. Chợt có cô cá heo bơi ngang qua và hỏi mực con, tại sao mực con khóc? Cháu không có mẹ. Cô có thể tìm mẹ giúp cháu được không? Mẹ cháu già trơn láng, có tua dài và có thể bơi ngược. Cô cá heo ôm mực con vào lòng rồi nói, cô cũng có da trơn láng, cô cũng có thể bơi ngược. Cô không có tua dài, nhưng cô có thể cuộn người ôm cháu vào lòng. Mực con ôm cô cá heo và mỉm cười hạnh phúc. Cô cá heo đưa mực con về nhà. Câu chuyện ở đây là kết thúc rồi. Chúng ta cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài. À, vậy thì bạn nào có thể cho cô biết chuyện kể về ai mồ côi mẹ nhỉ?
Cô mời ý kiến của bạn Huyền nào. Con thưa cô là một con mồ côi mẹ. Rồi, cô mời ý kiến của một bạn nữa, bạn Bảo Tiên nào. Con thưa cô là một con mồ côi mẹ. À, rồi, vậy thì đó chính là một câu trả lời chính xác, chuyện kể về mực con mồ côi mẹ. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 sẽ được trả lời bằng cách là chúng mình sẽ giơ tay với mỗi phương án chúng ta cho là đúng và chúng ta sẽ không giơ tay khi mà phương án đó chúng ta không đồng ý nhé. Câu hỏi số 2 như sau. Mẹ của mực con như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, cô sẽ đọc lại đoạn văn đó nhé. Chúng ta cùng theo dõi. Mẹ cháu thế nào? Mẹ cháu già trơn láng, có tua dài. Mẹ cháu có thể bơi ngược. Phương án A, có tua dài. Ai chọn phương án A, chúng mình cùng giơ tay nào. Có tua dài. À, cô thấy tất cả lớp mình đều chọn phương án A. Vậy phương án A là một phương án chính xác. Phương án B, có thể cuộn người. À, cô thấy có hai bạn giơ tay. Chúng ta cùng nghe lại đoạn văn đó nhỉ. Mẹ cháu da trơn láng, có tua dài. Mẹ cháu có thể bơi ngược. Vậy phương án này có không nhỉ? À, không có nhá. Phương án C, có thể bơi ngược. Cô thấy cả lớp mình đều lựa chọn phương án C đấy. Vậy phương án C sẽ là một phương án chính xác. Phương án D, có da trơn láng. À, phương án này các bạn giơ tay rất là nhanh. Đây là chính là một phương án hoàn toàn chính xác, đúng không nhỉ? Rồi, cô cảm ơn tất cả các bạn. Cô có câu hỏi số 3 dành cho lớp mình này. Tại sao cô cá heo lại đưa mực con về nhà? À, cô mời bạn anh Cường nào. Thưa cô là mực con của mẹ. Rồi, cảm ơn bạn anh Cường. Cô mời ý kiến của bạn Gia Phong nào. Con thưa cô là bạn mực đồng ý. Cô cá heo là mẹ của bạn mực ạ. À, cả lớp dành một tràng vỗ tay cho câu trả lời của bạn Gia Phong nào. Đây là một câu trả lời rất hay. Cô cảm ơn bạn. Câu chuyện đây là kết thúc rồi. Cả lớp. Mắt nhìn. Hoạt động cặp đôi. Cô khen nhóm của bạn Thái Linh rất là nhanh nhẹn. Một con mồ côi mẹ từ nhỏ. Một con muốn có mẹ giống như các bạn. Một con quyết định đi tìm mẹ. Gặp ai cũng hỏi nhưng tất cả đều lắc đầu. Một con òa lên khóc. Cô cá heo bơi lên qua hỏi tại sao cháu khóc. Mực con nói cháu không tìm thấy mẹ. Cô cá heo hỏi mẹ cháu trông như thế nào. Mực con nói mẹ cháu có da trơn láng, có tua dài, có thể bơi ngược. Cô cá heo nói, cô cũng có da trơn láng, cô cũng có thể bơi ngược. Tuy cô không có tua dài, nhưng cô vẫn có thể cuộn người ôm con. Mẹ ơi, cháu có mẹ rồi. Nào, chúng ta cùng về nhà thôi. Kết thúc hoạt động cặp đôi. Kết thúc hoạt động. Rồi, qua quan sát thì cô thấy tất cả các nhóm đều hoạt động rất là tích cực. Đặc biệt là cô khen nhóm của bạn Anh Cường, khen nhóm của bạn Minh Khuê, nhóm của Bảo Tiên, Linh San. Bây giờ nhóm nào có thể lên thể hiện cho cô, kể lại cho cô câu chuyện này nào. Cô mời nhóm của bạn Minh Khuê nào. Chúng mình cùng lắng nghe nhé. Sau đó từ tí nữa chúng mình sẽ nhận xét. Mẹ của mực con mồ côi mẹ từ nhỏ, mực con thèm có mẹ giống như các bạn. Gặp mực con quyết định đi tìm mẹ. Gặp ai mực cũng hỏi, ai cũng lắc đầu. Mực con òa lên khóc, nước mắt của mực con phun ra đen kịt.
Chợt có cô cá heo bơi ngang qua. Cô cá heo thấy mực con đang khóc, liền hỏi: "Tại sao cháu khóc? Cháu không tìm thấy mẹ. Mẹ của cháu trông như thế nào?" "Mẹ của cháu có da trơn láng, mẹ cháu có tua dài và cũng có thể bơi ngược." Cô cá heo liền ôm mực con và nói: "Cô cũng có da trơn láng, cô cũng có thể bơi ngược. Tuy cô không có tua dài, nhưng cô vẫn có thể cuộn người ôm con." "Mẹ ơi, mẹ ơi, ôi cháu đã có mẹ rồi. Nào, chúng ta cùng về nhà thôi." Cô cá heo đi trước, mực con bám theo sau và cả đời hạnh phúc. Rồi, mình dành một tràng vỗ tay cho nhóm bạn nào. Cô mời nhóm của bạn Anh Cường. Mực con mồ côi mẹ từ nhỏ, mực con thèm có mẹ giống như các bạn. Mực con quyết định đi tìm mẹ, gặp ai mực con cũng hỏi về mẹ của mình, nhưng tất cả đều lắc đầu. Mực con khóc nức nở, nước mắt của mực con phun ra đen kịt. Chợt có cô cá heo đến. Cô cá heo nói: "Tại sao cháu khóc? Cháu không tìm thấy mẹ. Cô tìm mẹ giúp cháu được không? Mẹ cháu như thế nào? Mẹ cháu có tua dài, mẹ cháu có da trơn láng và cũng có thể biết bơi ngược." Cô cá heo liền ôm mực con vào lòng. "Cô cũng có da trơn láng, cô không có tua, nhưng cô có biết bơi ngược. Cô cũng có thể ôm cháu vào lòng được đây này. Ôi, cháu có mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi." Cảm ơn nhóm của bạn Anh Cường. Chúng mình dành một tràng vỗ tay cho nhóm của bạn Anh Cường nào. Chúng mình cùng nhau chuyển sang việc 2, tập kể chuyện. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Cô sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện lại một lần nữa nhé. Mẹ của mực con. Mực con mồ côi mẹ từ nhỏ. Mực con cũng muốn có mẹ giống như các bạn. Mực con quyết định đi tìm mẹ. Gặp ai mực cũng hỏi về mẹ của mình, nhưng tất cả đều lắc đầu. Mực con oà lên khóc nức nở. Chợt có cô cá heo bơi ngang qua hỏi mực con: "Tại sao mực con khóc? Cháu không tìm thấy mẹ. Mẹ cháu có da trơn láng, có tua dài và có thể bơi ngược." Cô cá heo ôm mực con vào lòng và nói: "Cô cũng có da trơn láng, cô cũng có thể bơi ngược. Tuy không có tua dài, nhưng cô có thể cuộn người ôm cháu vào lòng." Mực con ôm cô cá heo. Cô cá heo đưa mực con trở về nhà. Cô sẽ chiếu từng tranh nhé. Sau đó thì là các bạn sẽ kể theo nội dung bức tranh ở trên slide của cô nhé. Cô mời bức tranh số 1. Bạn nào kể được bức tranh số 1 nhỉ? Cô mời bạn Huyền nào. Bức tranh số 1 đứng lên đây. Bức tranh số 2, cô mời bạn Linh San. Bức tranh số 3, mời bạn Hân. Bức tranh số 4, cô mời bạn Anh Cường. Bức tranh số 5, mời bạn Minh Khuê. Bức tranh số 6, cô dành cho bạn Gia Phong. Một con mồ côi mẹ từ nhỏ, một con thèm có mẹ như các bạn. Một con đi đến đó hỏi mọi người về mẹ của mình, nhưng ai cũng lắc đầu. Một con còn khóc, cô cá heo bơi ngang. Cô cá heo nói: Sao con lại khóc?" Cô cá heo nói: "Mẹ cháu trông như thế nào?" Mẹ và mực nói: "Mẹ cháu cũng có da trơn láng, cũng có tua dài và cũng có thể bơi được. Cô cũng có da trơn láng, cô cũng có thể bơi được. Vì cô có
Chúng mình dành một tay cho các bạn nào. Chúng ta cùng chuyển sang một hoạt động rất là hay nhé. Mà cả lớp cùng làm theo hiệu lệnh của cô. Khen tổ 2, khen tổ 1, quá xuất sắc luôn. Bây giờ cô sẽ có một hoạt động rất là hay và thú vị dành cho tất cả các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ đóng vai nhé. Vậy thì một bạn sẽ đóng làm vai cô cá heo, một bạn sẽ đóng làm vai của mực con. Và đầu tiên cô sẽ đóng vai với một bạn lớp mình trước nhé. Cô sẽ đóng vai là cô cá heo. Và bạn nào có thể xung phong để đóng vai là mực con cùng cô nhỉ? Cô mời bạn Linh San nào. Chúng ta sẽ đóng lại đoạn mà bạn mực bạn ấy khóc. Đúng nhỉ? Sau đó cô cá heo bơi ngang qua và hỏi nhá. Tại sao con khóc? Con không tìm thấy mẹ. Mẹ con như thế nào? Mẹ con có da trơn là có thể bơi ngược. Mẹ con có tua dài. À, cô cũng có da trơn láng. Cô cũng có thể bơi ngược. Tùy không có tua dài, nhưng cô có thể cuộn người ôm mực con vào lòng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Các bạn thấy bạn Linh San rất hay không nhỉ? Chúng mình dành một tràng vỗ tay cho bạn nào. Cảm ơn Linh San. À, bây giờ bạn nào có thể lên đóng được cho cô? Một bạn đóng vai làm cá heo, một bạn đóng vai làm mực con. Cô mời nhóm của bạn Bảo Tiên nào. Con nhận vai nào? Cá heo. Cá heo. Đây, cá heo của con đây. Cảm ơn nhóm của bạn. À, bây giờ cô mời bạn nhận xét nhỉ? Các bạn thấy hai bạn diễn thế nào nhỉ? Cô mời bạn Thái Linh nào. Đây là một ý kiến rất là hay. Cô mời anh Cường nhận xét nào. Bạn diễn quá hay. Đấy, ý kiến của bạn anh Cường. Cô cũng giống ý kiến của bạn anh Cường đấy. Thế nào của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô chào cả lớp.